Covid nó xảy ra năm 2019, đến nay thì nó cũng gần tròn 2 năm. Thì nó cho cá nhân anh khá nhiều cảm xúc. Thì có hai cái việc mà anh thấy là văn phòng cũng như cá nhân anh làm được mà anh thấy nó là điểm tích cực. Vấn đề thứ nhất, chuyển văn phòng từ một cái nơi chật hẹp của một căn nhà phố điển hình ở Sài Gòn đến một cái nơi rộng rãi hơn, đó là một cái biệt thự có diện tích xây dựng khoảng 270 m². Thì khi mà đến cái không gian rộng lớn hơn ấy, thì văn phòng có cơ hội chia sẻ diện tích nhỏ ra để làm các phòng ban, ví dụ như là cái phòng thiết kế, không gian thư viện hoặc là phòng ăn cho các thành viên trong công ty, và đặc biệt là cái phòng dành cho các bạn thực tập sinh khá là rộng. Thì tại đó các bạn có thể đến làm việc và nghiên cứu các cái vật liệu cùng kiến trúc sư để thực hiện một cái dự án từ cái giai đoạn mà thiết kế ý tưởng đến lúc hoàn thành luôn. Thì anh cho rằng cái môi trường làm việc trong một cái văn phòng kiến trúc khá là quan trọng. Cái môi trường đó nó sẽ tạo nên cái năng lượng tích cực để cho các bạn tự do, thoải mái để nghĩ ra những ý tưởng hay cho một cái dự án. Nó là một trong những vấn đề cơ bản của một cái văn phòng kiến trúc, đó là tạo lập một cái không gian làm việc thoải mái, đầy tính sáng tạo. D1 kết nối với những nghệ sĩ và làng nghề truyền thống bản địa của cái nơi mà công trình được thiết kế. D1 mong muốn là những cái dự án mà D1 làm ra thì sẽ góp phần xây nên bản sắc cho đô thị. Dịch bệnh Covid này đối với T1 là một thời gian quý giá, tại vì nó cho T1 sống chậm lại một tí. Cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, làm việc giữa những cái bên thầu hay là supplier nó không có được trơn tru. Thường là kiến trúc sư của mình sẽ làm việc theo nhóm, mà tới khi giãn cách rồi thì mọi người phải làm việc online. Mà ví dụ như là trong ngành kiến trúc đi thì là sẽ bản vẽ, thì bản vẽ mình sẽ hệ thống làm sao đó cho các bạn làm việc mượn. Khi mà đi quanh thực hiện một dự án thì anh luôn cân nhắc là cái dự án đó nó có vai trò gì đối với cái đô thị nơi mà nó sẽ xuất hiện. Và cái việc đấy thì anh thường chia sẻ với lại các cái chủ đầu tư trước khi mà anh bắt tay một cái dự án, để họ hiểu được là cái vai trò, cái tầm vóc, cái sứ mệnh của một dự án nó lớn hơn việc là mình xây nên và mình thương mại hóa nó. Thì khi mà cái dự án nó có một ý nghĩa tồn tại nó lớn như vậy, thì trong quá trình làm ý tưởng hoặc là quá trình xây dựng á, thì anh và các cái bên sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn đó hơn. Thì khi ấy là đi qua mới cân nhắc thực hiện cái dự án đấy. Trong tương lai thì T1 có những kế hoạch cho nội bộ dự án và cho cộng đồng. Bên cạnh những cái ảnh hưởng tiêu cực đến toàn xã hội thì mình thấy là có những cái điểm nhìn tích cực ở trong đó. Thấy cái cuộc sống nó chậm lại, mình có nhiều thời gian cho mình phát triển những kỹ năng của bản thân nhiều hơn, như là học thêm những phần mềm hay là cải thiện những kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ. Tập thể T1 đều có cơ hội để dừng lại và nhìn sâu hơn, nhìn rộng hơn những vấn đề khác, làm việc, cuộc sống cá nhân cũng như là định hướng kiến trúc. Điều quan trọng nhất là khi đó chúng mình được nhìn ra đó, vấn đề về môi trường sống nó quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta, và kiến trúc cũng là một phần ở trong đó. Nếu như mà chúng ta cùng nhau tạo nên môi trường sống tốt hơn á, thì nó sẽ là một cái tấm lá chắn đầu tiên của chúng ta để đối phó với dịch.
Cảm ơn High Video Design District đã mời D1 Architectural Studio tham dự chương trình.